Kính thưa quý Phật tử, vui thay hiếu kính cha, vui thay hiếu kính mẹ, vui thay kính sa môn, vui thay kính hiền thánh. Đó là bốn cái vui của chúng ta hôm nay làm được ở trong cái cuộc lễ Vu Lan này. Xin thưa với quý Phật tử, thời gian qua rất mau, mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về với những tấm lòng hiếu thảo của người con Phật. Chúng ta đồng cùng nhau hướng về đại lễ Vu Lan. Tôi chắc chắn rằng ở trong hội chúng của chúng ta hôm nay không ai khỏi nao nao xao xuyến, bâng khuâng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Vì thế cho nên Đại sư Ấn Quang có câu rằng: nếu nói đến công ơn thì không có công ơn nào đem so sánh cho bằng công ơn của cha mẹ đối với con cái. Nếu nói đến tình thương thì không có thứ tình thương nào đem so sánh cho bằng tình thương của cha mẹ thương con cái. Vì vậy cho nên kinh thi có bài thi rằng: thị vân phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã, cù lao dục báo thâm ân, hảo thiên vọng cực. Kinh thi nói rằng: cha vệ sanh ta, mẹ vệ nuôi ta, thương thương cha mẹ nuôi ta khó nhọc, muốn trả ơn sâu trời cao không cùng. Ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mình Đức Phật ví như như trời cao biển rộng. Cho nên ngài trong kinh thi mới có cái câu như thế đó: ví như chúng ta ra giữa ngoài trời mà đưa tay lên nói tôi dối trời thì chắc chắn không thể nào chúng ta dối đụng trời được. Thì công ơn cha mẹ cũng vậy đó, cũng khó trả như thế. Thế cho nên cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ đối với con cái Đức Phật của chúng ta diễn tả rất nhiều ở trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân. Quý Phật tử nào có tụng kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu thì biết. Như có câu là: mẹ sanh con cưu mang 9 tháng, mà cực khổ dường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng gì thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Cha mẹ chúng ta mang thai, vì mang thai ăn uống không được, rồi cũng có khi cái món thèm ăn mà lại cử không dám ăn. Đi chợ vậy thấy nó luộc ốc, nó sắp ra dĩa để về cái mặt vàng tươi vậy đó. Nếu mà không có thai, không có mang thai trong bụng thì sáp xuống chắc ngồi làm cũng dài dĩa được, nhưng mà không dám. Bị gì á, ăn ốc rồi nửa xanh đứa con ra nó nhễu đi. Có nhiều đứa nhỏ nó nhễu ướt cái giặt áo trước cái chân. Cho nên mẹ thèm hết sức mà không dám ăn. Cây đòn gánh để đó vậy chứ phải đi vòng vậy chứ không khi nào dám bước ngang á. Bước ngang nửa xanh con á, cái lưng nó đi cong vòng, người ta kêu lưng tôm á. Tại vì hồi có thai bước ngang cái đòn gánh. Người xưa người ta nói vậy á, ta dạy vậy đó. Cho nên mình thương cha, thương mẹ mình ở chỗ đó. Và cha thì sao? Mẹ mình mang thai rồi thì cha tất cả những việc nặng nhọc gì trong nhà, trong cửa, lắm lúc còn phải đi nấu cơm thay cho mẹ mình. Để cho mẹ mình là mang cái thai và cái thai nó được yên ổn, không nên làm lao động nặng nề rồi nó động đến thai đi. Cha mình thương mình cũng còn từ trong trứng nước chứ đâu phải không thương. Bởi vậy nên nói là công cha nghĩa mẹ sanh thành đó là nó cao như trời cao biển rộng vậy. Vì thế cho nên ý niệm về cái hiếu đạo, hiếu hạnh á, thì Đức Phật cho đó rằng là nó cái nền luân lý ngàn đời của con người. Nếu chúng ta làm con người thì nhất định là phải hiểu cái này thôi.
phải hiểu cái nền luân lý này thôi, phải hiểu công cha, phải hiểu nghĩa mẹ, phải có hiếu có thảo. Bởi vì Đức Phật dạy cho chúng ta đó đó, nghĩa là dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu tiên đạo diễn hỷ. Muốn tu đạo Phật, đạo Thánh, đạo Tiên, muốn cho thành Thánh, thành Phật, thành Tiên, trước hết phải tu đạo làm người. Đạo làm người là đạo hiếu đó quý vị, chứ không phải đạo làm người là gì khác lạ lắm đâu. Đó thì cái chữ hiếu nó rất là quan trọng. Vì vậy cho nên phía bên Thánh Khổng Tử á, ông có cái câu rằng hiếu chí ư thiên, tác phong võ thuận thời. Mà hiếu chí ư địa thì vạn vật quá thạnh, hiếu chí ư nhân thì phước đức biển trăng. Chữ hiếu mà cảm hóa khắp cả trên trời, làm cho có mưa thuận gió hòa. Hiếu thảo cảm hóa khắp cả trên mặt đất, làm cho có cây cối xanh tươi, vạn vật nảy nở. Chữ hiếu cảm hóa đến tất cả con người thì làm cho nhà nhà đều có cái sự hạnh phúc và phước đức đầy nhà. Đó như vậy, cái hiếu nó quan trọng như thế. Vậy thì hôm nay chúng ta đã sống đây, cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay có mưa thuận, có gió hòa, có cây cối xanh tươi nảy nở. Đó, vậy là không phải 99% rưỡi hiếu là gì, chứ cái bất hiếu rất ít. Vì vậy cho nên Đức Phật nói rằng ở trên đời này có hai hạng người. Một hạng người thì cực thiện, một hạng người thì cực ác. Cực thiện không có gì hơn là hiếu, cực ác không gì hơn là bất hiếu. Đức Phật của chúng ta khẳng định rằng cái người cực thiện, cực thiện có nghĩa là người đó trọn lành, người hết sức là hiền lành, trong xã hội này không còn ai chê họ được. Đó, người đó là họ, và sư Đức Phật cho đó là cực thiện. Đấy không? Cực thiện không có gì là hiếu, hiếu là cực thiện. Đó. Còn cực ác không gì hơn là bất hiếu. Cực ác là cái kẻ rất là ác, mà này ít lắm trên xã hội, giờ còn ít lắm chứ không có nhiều. Mới hôm nay bản tin 3-4 ngày có đứa cháu nội xin tiền chơi game, bà nội không cho, bóp cổ bà chết luôn. Nhưng mà cái này ít lắm. Đó, cho nên là Đức Phật nói rằng cực ác không gì hơn là bất hiếu. Cái kẻ bất hiếu Phật cho nó là cực ác. Mà sự thật vậy, bất hiếu thì nó không kể gì hết trơn trọi đâu, nó không coi ai ra gì hết. Nhưng rất này cái rất ít chứ không có nhiều, nhiều chắc không ai chịu nổi. Bởi vậy cho nên là Đức Phật mới khuyên cho chúng ta muốn tu, muốn cho thành Phật, thành Thánh, thành Tiên thì trước hết phải tu cái đạo làm người. Đó, khi Đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng với đoàn tỳ kheo rất đông. Quý Phật tử nghe biết mà, nó Phật đi là đoàn tỳ kheo của Ngài hàng ngàn người chứ đâu có phải ít. Đi quá độ ở nơi nào vậy đó. Thì Đức Phật bữa đó đi quá độ qua cái huyện khác. Cái huyện đó năm rồi nó bị mất mùa đi, cho nên lúa thóc gạo không đủ ăn. Tới trưa rồi, 11 giờ rồi mà chưa có cơm cúng dường cho đoàn tỳ kheo và cúng dường cho Đức Phật. Vậy thì trong cái đi, đoàn tỳ kheo đi đó, có một thầy tỳ kheo được Phật tử họ cúng cho một cái lá y. Tất nhiên cũng như quý Phật tử cúng lá y bữa nay vậy đó, một sắp giải đó. Thì ông mới mang theo. Ông mang theo mà ông thấy tới trưa rồi mà cơm nước của Đức Phật cũng chưa có. Vậy cho nên ông mới lén ra ngoài chợ, ông bán cái lá y đó, ông mua được bát cơm. Ông mới về, ông quỳ trước Đức Thế Tôn, quỳ Đức Phật trước Đức Phật, ông nói bạch Đức Thế Tôn, con xin cúng dường cho Thế Tôn độ ngọ. Đức Phật mới hỏi thầy tỳ kheo á, hỏi thầy còn cha mẹ không? Thầy tỳ kheo đáp bạch Đức Thế Tôn, cha con mất sớm, còn mẹ già. Đức Phật hỏi tiếp, vậy mẹ của thầy từ mới giờ có cơm ăn chưa? Ngài tỳ kheo nói bạch Đức Thế Tôn, con chỉ mua được có một bát cơm dâng lên cúng dường cho Đức Thế Tôn, mẹ con chưa có cơm ăn. Đức Phật mới nói rằng cái người mà được thọ lãnh cái bát cơm này đó là mẹ của ông.
Vậy ông nên đem bát cơm này về mà cúng dường cho mẹ của ông, chứ tôi không dám nhận bát cơm này đâu. Đó. Thì quý vị thấy, Phật tử thấy cái hiếu thảo của Đức Phật á, coi mẹ cha của bá tánh chúng sanh, tức là coi như của đệ tử á, là như cha ngang hàng với mình vậy, chứ không phải. Cho nên á, trong kinh Đại Tập Phật dạy, nếu sống thời không gặp Phật, khéo thờ cha mẹ, tức là thờ Phật. Thấy chưa? Rồi có câu nói rằng là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, cha mẹ mình còn ở trong nhà cũng như Đức Phật còn trên đời này vậy. Đó đó là Đức Phật, cái hiếu thảo của Ngài. Cho nên Ngài dùng cái hiếu thảo mà để làm nền tảng giáo hóa chúng sanh. À, có thơ như thế này: Phật xưa hiếu thảo kể hà sa, đến kiếp hiện nay vẫn đậm đà. Đao lợi thiên cung đến viếng mẹ, ca tỳ la vệ về thăm cha. Khom lưng đảnh lễ đồi xương trắng, đưa má cho hôn bậc mẫu già. Đến tháp kim quang còn bậc nắp, nêu gương hiếu thảo mấy ngàn năm. Đó, thì khi Đức Phật ra đời cho đến nay thì quý vị thấy trong Phật lịch đó để là 2560 năm. Đó đó, mấy nêu gương hiếu thảo mấy ngàn năm đó. Tới nay thì cái chuyện hiếu thảo của Đức Phật dạy vẫn còn ở trên thế gian này và cũng vẫn còn càng ngày càng phát triển. Thì hôm nay tôi cũng xin báo tin với quý Phật tử á, trong cái mùa Vu Lan này tôi cũng đi chứng minh nhiều lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan nào cũng đông nghẹt con người như thế này, Phật tử như thế này. Nhất là cái lễ Vu Lan ở tại Phật Học 2 ở trong tỉnh của chúng tôi á, của thầy Huệ Nghiêm á, hôm đó có khoảng là 5-6 ngàn người đến dự á. Thì như vậy là quý vị biết như thế nào không? Nó báo tin cho chúng ta thấy á, là cái đạo hiếu của chúng ta nay được giật nó trở lên rồi, giật nó dậy rồi. Chứ cách đây 4-5 năm trước người ta công nhận là đạo đức đã xuống cấp mà à, chứ đâu phải nói đơn giản đâu. Nhưng mà vì cái lễ Vu Lan này nó khơi dậy và nó giật dậy, nghĩa là cho con người nhớ lại cái hiếu thảo của mình mà làm tròn cái bổn phận hiếu thảo của mình. Vì vậy cho nên cổ nhân người ta nói cái lễ Vu Lan này á là thù thắng nhất. Thù thắng có nghĩa là hơn hết, nghĩa là hơn hết các cái lễ hội. Lễ hội thì có nhiều, nhưng mà chỉ có lễ hội Vu Lan là thù thắng nhất, là hơn hết các lễ hội khác. Các cái nhà trí thức thời đại ngày nay á, người ta cũng xác nhận rằng cái lễ Vu Lan của Phật giáo á, là cái lễ có ý nghĩa nhất. Đó, người xưa thì ta nói thù thắng nhất, người trí thức đời nay thì ta xác nhận rằng là có ý nghĩa nhất. Bởi vì sao ý nghĩa? Nãy giờ sáng giờ quý vị nghe nói cái gì cũng nói là hiếu thảo không, mà nhất là hôm nay, đặc biệt là có cái vấn đề mà tổ chức cái để cho con rửa chân mẹ, để mà tỏ cái lòng hiếu thảo cha với mẹ tại cuộc lễ hôm nay, để mà thể hiện cái tinh thần đó cho tất cả hội chúng hôm nay để xem thấy đó mà làm tròn cái đạo hiếu của mình. Thấy chưa? Thì chúng tôi cũng xin khuyên quý vị như thế này: trong hội chúng ta hôm nay ở đây, nếu vị nào còn cha còn mẹ thì cố gắng nuôi cha nuôi mẹ cho tử tế, cho đàng hoàng ha? Chứ đừng có lơ là đối với cha với mẹ mình. Tôi kể một cái chuyện hiếu thảo của đời xưa cho quý vị nghe. Nhiều cái tích hiếu thảo của người xưa, ví dụ như cái tích hiếu thảo của Ngài Mạnh Tông. Mạnh Tông nuôi mẹ bệnh khi già, được bữa canh măng bệnh nặng qua. Tiếng hạt kêu la lần buổi khóc, mà râu rồng bỗng thấy nảy măng ra. Ngài Mạnh Tông làm quan trong triều đình hồi xưa, nhưng mà cha chết sớm, còn mẹ nuôi mẹ rất kỹ và rất là thương mẹ. Một hôm mẹ bệnh đó, Mạnh Tông à, mẹ bệnh mà sao thèm canh măng quá con, nếu có chén canh măng mẹ ăn chắc hết bệnh.
Vậy thì Ngài Mạnh Tông ra ngoài bụi tre ôm mà khóc suốt vậy nè. Khóc, người ta nói có nơi thì sách vở nó giải thích rằng Ngài Mạnh Tông khóc chảy nước mắt giống ướt gốc tre, tre măng nó mới mọc lên. Còn nơi thì người ta giải thích rằng là khóc động lòng trời, trời mới cho măng Mạnh Tông mọc lên. Vậy thì một mọc măng Mạnh Tông lên, Mạnh Tông mới bẻ một măng này đem về làm canh cho mẹ ăn thì mẹ liền hết bệnh. Thấy chưa? Cho nên hôm nay chúng ta ăn măng Mạnh Tông, ta phải nhớ cái này. Cái tên Mạnh Tông đó, cái mục măng đó, cái tên măng Mạnh Tông đó là cái tên của ông Mạnh Tông hồi trước đó. Thấy chưa? Cho nên cái lễ này là cái lễ tại sao ta nói có ý nghĩa nhất là vì lễ này để tưởng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mình gần đây, tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà của chúng ta, từ có tổ tiên ta nhỏ giọt xuống mới có tới chúng ta. Thấy chưa? Ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sẫm, ông sơ, ông cố, ông sơ, ông nội, ông ngoại gì đó rồi mới tới mình, mới có mấy ông đó mới có mình. Vì vậy cho nên có thơ rằng công tổ tiên ta hành từ trước, con cháu sau mới được hiển vinh. Ta nên cảm ơn kính thành mà Vu Lan thắng hội để tỏ lòng nhớ ơn. Thấy chưa? Công tổ tiên của mình đã làm lành hồi trước á, hành từ là làm lành đó, cho nên hôm nay chúng ta mới được hiển vinh như thế này vậy nè. À, cái lễ này có phải là cái lễ để ta nhớ đến tổ tông ông bà ta không? Công tổ tiên ta hành từ trước, con cháu sau mới được hiển vinh. Thấy chưa? Đó, thì ông bà mình đã làm phước làm đức để cái phước đức dư đó lợi cho mình, ngày nay mình mới được vậy đó. Là cho nên cái lễ này người ta mới xác nhận là cái lễ có ý nghĩa nhất và cái lễ thù thắng nhất là nó như thế. Nói thế thì bây giờ quý vị nào còn cha còn mẹ ráng nuôi cho kỹ. Như Quách Cự dám đem chôn con, vợ chồng dám đem chôn con để nuôi mẹ. Gia đình Quách Cự nghèo, cơm không đủ ăn, mỗi bữa ăn như vậy bới má chén, rồi con chén, rồi vợ chén, rồi mình chén, bốn chén cơm như vậy. Thì bà nội bữa nào bà thấy chén cơm, bà nội thì thương cháu nội mà, quý vị giờ cũng vậy chứ gì, bà nội bà ngoại thương cháu dữ lắm đó. Rồi mới, bà mới lấy muỗng và múc và xớt cho cháu nội hết hai ba muỗng, xớt bớt của mình qua cho nó. Như vậy thì Quách Cự mới thấy vậy hoài, mới than với vợ nó dày không được em ơi. Nếu mà để mẹ cứ nhường cơm cho con mình hoài, rồi mẹ thiếu ăn, thiếu ăn thì sanh ra gầy ốm, gầy ốm sanh ra bệnh hoạn, bệnh hoạn rồi thì mẹ mất, mẹ mất dễ gì mình kiếm mẹ. Chứ vợ chồng mình còn trẻ, còn có cơ hội sanh con nữa được. Vậy thôi mình hy sinh đem chôn nhỏ này đi đó, để nuôi mẹ. Vợ đồng ý liền. Đêm đó đem nhỏ ngồi đây, hai ông bà đang ạch đào lỗ đang chôn nhỏ, đào xuống một đổi gặp một cái hũ. Như vậy thì ông Quách Cự mới bưng cái hũ lên, ông dở ra toàn là vàng không, ở trong một hũ vàng nghe. Thấy không? Vậy thì thôi chôn con chi nữa, đem con về nuôi mẹ nuôi con, cất nhà lầu luôn, vàng một hũ lận mà. Cho nên người ta xưa ta mới có cái câu rằng là hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, hoàng thiên bất phụ thiện tâm nhân, hoàng thiên bất phụ hiếu tâm nhân. Trời đất không phụ lòng người tốt, trời đất không phụ lòng người người lành, trời đất không phụ lòng người hiếu thảo. Cho nên cho vàng Quách Cự đang đem về nuôi mẹ. À, quý vị thấy chưa? Cho nên mình bây giờ còn mẹ còn cha ráng nuôi tử tế, rồi trời đất cũng dòm ngó mình đi. Mặc dầu mình có nghèo đi nữa đó, cũng ráng nuôi, rồi trời cũng phú cho mình một cái món gì đó, hay là cho mình làm ăn khá giả gì kia, vân vân. Chứ đừng nói giờ tôi nghèo quá rồi hất hủi cha mẹ không? Đó, rồi sau này mình tiếc, nối tiếc, hối tiếc như là ngày Tử Lộ vậy đó. Tử Lộ ổng nói lúc ông nghèo vậy, ông đi học mà ông đội gạo mướn lấy tiền nuôi mẹ, rồi ban ngày thì lụm lá cây phơi, tối là đốt để cho có ánh sáng rọi vô sách về học, chứ đâu có đèn điện như mình giờ đó. Rồi bắt đom đóm bỏ vô mấy chục con trong chai cho chớp ánh sáng lên vậy nè, rồi gọi vô sách ăn học.
học vậy mà đậu làm quan trạng đó. Khi đậu làm quan trạng rồi, Tử Lộ mới nói: mộc dục tịnh như phong bất tức, mà tử dục dưỡng như mà mẫu bất tồn. Thầy Tử Lộ nói rằng: cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà mẹ chẳng còn. Sau khi làm quan rồi, Ngài đặt thêm bài thơ nữa: hôm nay con được làm quan, có xe sông mã có vàng đầy kho, đi đâu có trống có kèn, bến đò kết tuổi cổng chào kết hoa. Con không còn mẹ còn cha, thân con nào khác đám ma ban chiều. Thấy chưa quý Phật tử, nè, đám ma mà chiều trời mưa rồi buồn lắm, sẩm sẩm trời buồn dữ lắm. Cho nên đó, ông nói ông làm quan vậy chứ mà giờ ông không có cha có mẹ gì hết trơn, cái thân ông không khác gì là cái đám ma ban chiều hết trơn, chứ không có lợi ích gì đâu. Thấy không? Không có vui gì hết trơn á. Trở lại vấn đề nuôi cha nuôi mẹ thì mình nghèo có chi ăn nấy, mình ăn gì cha mẹ ăn nấy. Cha mẹ giàu có già để cách mấy đi nữa cũng ăn chung mâm với mình. Đừng có thấy cha mẹ già rồi dọn riêng, sợ ăn rồi nhễu nhão, ăn rồi mình gớm ghét đi này kia vân vân. Có những gia đình ta vậy á. Cho nên có cái chuyện như thế này, cái cô đó cô giàu mà cô nuôi mẹ cũng già rồi, bữa nào cũng dọn cơm riêng cho mẹ hết, dĩa muối tiêu thôi, nghe không? Còn bên đây thì cá thịt đồ đầy đủ dữ lắm, ăn vậy. Rồi còn mẹ nói, còn khuyên mẹ nữa: mẹ ơi, mẹ già rồi, mẹ đừng có ăn dầu, ăn mỡ, ăn muối tiêu cho nó có chất mặn mòi. Đó, vậy đó. Nuôi mẹ vậy đó, thấy chưa? Cho nên hiếu thảo ở đâu mà làm cái kiểu như vậy đó. Thì bây giờ hôm nay đây là quý vị nói nè, đây là lễ Vu Lan nè, lễ báo hiếu nè, ai đi nhớ lễ này là lễ báo hiếu thì phải nhớ cái báo hiếu như thế nào, còn mẹ còn cha nuôi làm sao, thấy không? Rồi đó là khuyên con khuyên cháu của mình nó cũng phải thực hiện như vậy. Thêm nữa, thầy Mạnh Tử còn dạy cho trẻ em 5 cái điều. Trẻ em nhỏ xíu rồi nghe, dạy cho nó 5 điều để nửa lớn nó làm tròn cái đạo hiếu. Cái điều thứ nhất đó, quý Phật tử, đừng có tập cho con nó muốn ngang nào được ngang nấy. Quý vị nuôi con, quý vị biết đứa nhỏ muốn ngang nào được ngang nấy ra làm sao không? Nó thí dụ đòi mua bánh má, chưa kịp mua thì nó giải lên nó khóc, nó nhào đành đạch ở dưới đất vậy. Đó là gọi rằng đứa nhỏ đó muốn ngang nào được ngang nấy đó nha. Mua cho nó rồi nó mới nín đó. Thì thầy Mạnh Tử dạy cái điều thứ nhất là không nên tập cho nó cái điều đó. Cái điều thứ hai, phải tập cho nó lớn lên chút rồi nha. Điều thứ hai này là đi lẩm đẩm được rồi đó. Phải dạy cho nó một ngày phải biết hỏi thăm ba má 2 lần. Cỡ 10 giờ, 9 giờ hỏi 1 lần. Ba khỏe không ba, má khỏe không má. Chiều 5, 6 giờ hỏi lần. Ba khỏe không ba, má khỏe không má. Thấy không? Dạy nó cái đó, điều thứ hai rồi. Điều thứ ba, nghĩa là biết đi học rồi, lớn rồi đi học rồi, vậy là dạy nó nè, đi học rồi về má nấu cơm thì con phải lặt rau, nghe chưa, rửa rau, luộc rau, ăn cơm thì con phải đi lấy chén, lấy đũa, lấy muỗng, dọn ra này kia vân vân. Chứ đừng có để về quăng cái cặp nhông nhông đó đi chơi rồi về có cơm sẵn ăn, cặp nó hư. Thứ ba, thứ tư là phải tập cho nó biết chăm sóc cha mẹ khi đau ốm. Đau nhẹ thôi nha, mình nóng lạnh nhức đầu rồi đó, nó phải biết đi mua ngoại cảm tán hay mua thuốc cảm rồi về cho ba cho má nó uống. Rồi nó cũng phải biết hỏi thăm ba giờ khỏe chưa, má bớt nóng lạnh chưa này kia vân vân. Đó là điều thứ tư rồi nha. Điều thứ năm, lớn lên thành người rồi, bây giờ phải dạy cho nó cái này: ba má già rồi con không biết theo ông theo bà ngày nào, thấy không? Nếu ba má mà theo ông theo bà đó thì con phải tổ chức cái lễ tang cho ba cho má đó, không là phải y theo lời của người xưa người ta dạy: tang thì tất trí kỳ ai, tế thì tất trí kỳ nghiêm, việc tang thì hết sức thưa thương, việc thế tế thì hết sức nghiêm trang, cúng kiến thì phải nghiêm trang, việc tang làm đám ma thì phải tỏ ra cái vẻ thương tiếc rồi buồn đó. Chứ có vui gì mà
rước nhạc xong rồi đánh nghe ầm ầm sáng đêm ngủ không được, lân cận ta ngủ không được, có chưa? Bộ mẹ mình chết vui lắm ha, rước nhạc sống vừa quánh hả? Cho nên á phải dạy nó cái đó cho nó lớn lên để nó thực hiện đúng như lời của thánh nhân của người xưa người ta dạy. Cha mẹ mình chết thì dầu cho có muốn làm cho khách người ta thức đêm thức hôm rồi với mình đó, dữ lắm là mình cũng có thể rước một cái, trong cái ban nhạc đó có một người, vài người biết ca cổ, nhưng mà khuya rồi ca cổ là phải ca mấy cái bài hiếu đạo á, ca mấy cái bài mà trả ơn trả thảo trả hiếu cho cha cho mẹ, mấy cái bài mà cha mẹ rồi chết buồn rầu như sao thì còn quả chăng, chứ rồi hát đủ thứ hát tựa luôn cái đó, nghĩa là mấy cái nhà chòm xóm ta phiền phức dữ lắm mà đâu có phải vui gì mà chơi dữ vậy, phải không? Đó, cho nên dạy con mình là có năm cái điều đó mà thầy Minh Tử dạy từ nhỏ tới lớn cho nó biết cái chuyện đó để mà làm tròn cái đạo hiếu của nó. À, còn đối với chúng ta là lớn ở đây rồi thì giờ mình nuôi cha nuôi mẹ mình phải cho tử tế, rồi trời cũng ngó lại mình như là ngó quách cự vậy đó, chứ không có sao đâu. Vậy thôi, hôm nay ngày lễ Vu Lan tôi trước hết dứt lời cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều về vấn đề hiếu thảo. Rồi cũng xin kính chúc cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ của chúng ta qua cái mùa Vu Lan này, nhờ cái sức chú nguyện của chư Tôn Đức Tăng Ni, nhờ cái sự cầu nguyện của quý Phật tử được siêu sanh tịnh độ, cầu nguyện cho gia đình của quý Phật tử luôn luôn được gặp nhiều sự may mắn hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống, cầu cho quý Phật tử luôn luôn tinh tiến và an lạc ở trên cái bước đường học Phật để tu thân. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Tát.